Danh ngôn, danh ngôn cuộc sống nói. Cuộc sống giống như chiếc gương, bạn chỉ nhận được kết quả tốt đẹp nhất khi bạn mỉm cười với nó. Sưu tầm. Hãy dành thời gian cho những người quanh mình, cho dù đó chỉ là một việc làm nho nhỏ. Cuộc sống không phải để sợ, mà là để hiểu. Đây chính là lúc chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống để làm vơi bớt mọi nỗi sợ hãi. Marie Curie. Cuộc sống đừng lãng phí thời gian để trả thù những kẻ đã gây ra tổn thương cho ta. Họ cuối cùng cũng sẽ đối diện với luật nhân quả, vì luật nhân quả không bỏ sót một ai, chỉ là sớm hay muộn. Sống phải biết mình là ai. Đừng vì sĩ diện mà làm khổ cha mẹ. Đừng vì tiền bạc mà bán rẻ lương tâm. Đừng vì hư danh mà khinh mạt người đời. Đừng nghĩ mình khôn ngoan mà lọc lừa dối trá. Đừng nghĩ mình tài giỏi mà kiêu ngạo biếng lười. Sông có khúc, người có lúc. Gieo thiện báo thiện, gieo ác gặp ác.